Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cành hoa, một khóm hoa với một bông hoa và một cái nụ. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu xanh dương cho cái bông hoa này. Tiếp theo là màu vàng cho cái cam, cho cái phần nhụy hoa nhé. Và mình sẽ tô màu xanh tiếp cho cái phần nụ hoa này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh lá cây đậm cho những chiếc lá này nhé. Tiếp theo là những chiếc lá này, thì mình sẽ sử dụng màu xanh nõn chuối này nhé. Theo là phần này nhé. Theo màu hồng tím cho những bông hoa bên cạnh.
Và video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Xin chào.